Xin chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu một cái phương pháp nữa, đó là sử dụng túi ngực cho nam. Trong việc sử dụng túi ngực cho nam chia làm hai phần. Phần thứ nhất là người bạn phái tính nam đó muốn tăng kích thước cơ ngực lớn. Và vấn đề thứ hai là người bạn nam đó muốn cái tuyến vú của mình giống như tuyến vú của nữ. Đi vào phần thứ nhất, tôi xin giới thiệu là các bạn nam muốn tạo nên cái cơ ngực lớn. Thì trong trường hợp các bạn nam muốn tạo nên cơ ngực lớn á, thì các bạn hình dung rằng nó có cái túi ngực giống như cái bàn tay như thế này và đặt vô như thế này. Và hiện tại thì cái chất liệu này chỉ có hai nơi sản xuất. Một là công ty Silimec của Brazil, hai là công ty Polytech của Đức. Chỉ có hai công ty này thì tạo nên cái dáng ngực đó. Sắp tới thì sẽ có một công ty nữa để tạo nên cái túi ngực cho nam đó. Trong trường hợp này thì tất cả các thủ tục đều đơn giản, không có vấn đề gì cả, chỉ là chọn kích thước làm sao cho phù hợp. Theo tôi thì các bạn nam nếu muốn tạo cơ ngực lớn thì nên chọn nằm dưới size 270-280 là được. Vấn đề thứ hai, đây là với vấn đề gai góc, tức là các bạn nam muốn tạo nên cái bầu vú giống như của nữ. Và trong trường hợp này thì phải dùng cái túi ngực của nữ. Thế thì vấn đề đặt ra là đường mổ sẽ là như thế nào? Thông thường thì đường mổ sẽ chọn là đường nách. Tuy nhiên nếu chọn đường nách thì đầu ngực để tạo nên giống tuyến vú của nữ thì cái đầu ngực nó sẽ bị ngã ra ngoài. Chỉ lưu ý như vậy thôi. Còn tất cả các tiến trình, các quy trình thì phải được thăm khám kỹ lưỡng, cũng như là phải được trao đổi với gia đình của các bạn một cách thận trọng. Lưu ý, trên cơ thể của nam do nồng độ nội tiết tố là testosterone, cho nên khối cơ ngực sẽ phát triển hơn là cái lớp mỡ nằm dưới da. Do vậy, các bạn nên có thời gian sử dụng nội tiết tố trước để thay đổi về khối lượng cơ tại vùng ngực, từ đó đem đến kết quả cho các bạn mỹ mãn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.